Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hương vị quê nhà Vlog. Và hôm nay thì mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem cách làm thêm một cái món bánh nữa cũng rất là ngon và đẹp mắt. Đó là món bánh bắp nhân nước cốt dừa hương vị lá dứa. Thì với cách làm cái món bánh bắp ngày hôm nay thì nó cũng rất là dễ làm và làm thì cũng rất là nhanh. Bánh bắp sau khi làm ra xong thì màu sắc rất là đẹp, bánh rất là mềm dai và rất là thơm mùi bắp. Kết hợp cái vị béo ngậy của nước cốt dừa và hương lá dứa hòa quyện vào rất là ngon. Cô chú anh chị và các bạn xem clip nếu thấy thích cách làm cái món bánh bắp này thì hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui. Và cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và để cho bánh bắp sau khi hấp ra xong bánh được mềm dai và có màu sắc được đẹp hơn thì bên đây mình có chuẩn bị là 200g bột nếp và thêm 100g bột năng. Và mình sẽ cho vào trong bột thêm 50g bột sư tử nữa. Thì mình cho bột sư tử vào thì cái màu bánh rất là đẹp và bánh cực kỳ thơm luôn. Đây là cái hộp bột sư tử mà mình thường hay sử dụng nè. Thì hộp bột này mình mua ở trên trang web của Shopee hoặc là ở những cái chỗ cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh á. Thì trong đó người ta cũng bán rất là nhiều cái bột sư tử này. Còn nếu mà cả nhà mình không có bột sư tử thì mình khỏi cho vào cũng được. Và để cho bánh được đậm đà hơn thì mình sẽ cho thêm vào nửa muỗng cà phê muối và một ống vani và 50g đường cát và một muỗng canh dầu dừa để cho bánh được bóng đẹp. Và để làm ra món bánh bắp thì hôm nay mình sẽ sử dụng bắp Mỹ. Thì hai trái bắp này mình cân được là 300g. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình cắt bắp ra thành những cái lát mỏng. Sau đó thì mình sẽ cho vào trong cối sẽ sinh tố mình xay cho thật là nhuyễn mịn nha. Thì mình sử dụng bắp Mỹ để cho cái bánh của mình nó có màu sắc được đẹp và bánh cũng có một cái vị ngọt tự nhiên của bắp nữa. Bắp thì mình cũng đã cắt ra xong rồi và mình cân ra được là 200g nè. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong cối xay sinh tố. Sau đó thì mình sẽ cho thêm vào 100ml nước lọc để mình xay lấy nước nha. Bắp thì mình đã cho vào trong cối xay sinh tố mình xay ra nó cũng đã rất là mịn. Nhưng mà mình sẽ cho bắp vào trong cái rây để mình lượt lại một lần nữa. Rồi mình sẽ cho nước bắp này lên bếp và mình sẽ nấu cho nước bắp nó sôi lên. Mình phải để nấu cho nước bắp nó sôi lên như vậy thì chút nữa mình sẽ nhồi bột thì cái bột nó rất là dẻo mịn. Nước bắp thì bây giờ nó cũng đã sôi lên và cũng đã sánh đặc lại rồi nè. Và mình sẽ tắt bếp, sau đó thì mình sẽ cho nước bắp này ra ngoài thao. Sau khi mà mình cho bắp ra ngoài thao xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho liền vào trong thao là 100g bột năng. Vì bắp nó cũng còn rất là nóng cho nên mình sẽ cho bột năng vào mình trộn đều. Thì nó sẽ làm cho cái bột của mình nó được mềm dai và ngon hơn. Rồi kế tiếp thì mình sẽ cho vào là 200g bột nếp nè. Rồi 50g bột sư tử. Nếu mà cả nhà mình không có bột sư tử thì mình khỏi cho vào cũng được. Rồi mình sẽ cho muối và 50g đường cát vào luôn. Bột thì mình cũng đã trộn đều rồi. Và bây giờ thì mình sẽ qua nhồi bột. Và trước khi nhồi bột thì mình cũng đã vệ sinh tay sạch sẽ rồi. Vì nhồi bột á, mình không có đeo bao tay được. Vì đeo bao tay á, nhồi bột rất là khó. Và mình sẽ nhồi bột đến khi nào mình thấy khối bột thật là dẻo mịn và bột nó không có còn dính tay nữa là bột của mình đã được rồi đó. Và kế tiếp á, thì mình sẽ cho vào trong bột thêm một muỗng canh dầu dừa nữa. Mình làm bánh á, mà mình cho dầu dừa vào thì cái bánh sau khi hấp ra xong nó vừa bóng mượt lại rất là thơm luôn. Bột bây giờ nó cũng đã rất là dẻo mịn rồi. Cuối cùng thì mình sẽ cho thêm vào một ống vani. Sau đó thì mình sẽ nhồi lại một lần nữa. Thì tùy vào bột mới hay bột cũ mà bột nó sẽ hút nước khác nhau. Cho nên trong lúc nhồi bột nếu mình thấy cái bột nó còn hơi bị khô thì mình có thể cho thêm vào một chút xíu nước nóng. Hoặc là mình thấy cái bột nó hơi bị mềm tay thì mình có thể cho thêm bột nếp hoặc là bột năng vào nha. Đây cả nhà xem nè, bột sau khi mà mình nhồi khoảng được 5 phút á, thì khối bột rất là dẻo mịn và không có còn dính tay nữa. Bột như vậy là đã được rồi nè, rất là mềm mại luôn. Và mình sẽ để cho khối bột này nó nghỉ khoảng 30 phút. Và mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm hoặc là mình dùng cái nắp á, mình đậy kín cái khối bột này lại để cho bột nó không có bị khô.
Và trong thời gian chờ để cho bột nghỉ thì bây giờ mình sẽ qua làm nước cốt dừa. Ở đây thì mình có chuẩn bị là 200ml nước cốt dừa. Thì nước cốt dừa này mình vắt nó rất là đậm đặc để cho nước cốt có được ngon và béo hơn. Và bên đây thì mình có một chút xíu muối và 2 muỗng cà phê bột năng để cho cái nước cốt dừa nó được sánh đặc lại. Và mình cũng sẽ cho vào 2 muỗng canh đường cát. Vì ở trong bột á mình cũng đã cho đường cát rồi, cho nên nước cốt dừa thì mình chỉ sử dụng 2 muỗng canh đường cát thôi. Và bên đây thì mình có thêm 50g nước cốt lá dứa. Hôm nay thì mình làm nước cốt dừa, mình cho thêm lá dứa vào thì nước cốt dừa của mình nó rất là đẹp và cực kỳ thơm luôn. Đầu tiên thì mình sẽ cho nước cốt dừa ra ngoài nồi nè. Sau đó thì mình sẽ cho muối vào. Mình làm nước cốt dừa mà cho thêm một chút xíu muối vào thì cái nước cốt dừa của mình nó rất là đậm đà. Kế tiếp là 2 muỗng canh đường cát. Nếu mà cả nhà mình thích nước cốt dừa ngọt hơn thì mình có thể tăng cái lượng đường lên. Sau đó thì mình sẽ cho vào 2 muỗng cà phê bột năng nè. Bây giờ thì mình sẽ quậy cho đường, muối, bột năng nó hòa tan lại với nhau. Mình sẽ quậy cho bột năng nó tan ra rồi á, mình mới đem lên bếp mình làm nước cốt dừa nha. Thì như vậy á, cái nước cốt dừa của mình nó không có bị quấn cục lại. Bột năng á, thì mình quậy ra nó cũng đã hòa tan rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ cho cái nồi nước cốt dừa này lên bếp và mình sẽ nấu với lửa nhỏ. Và trong lúc mình nấu nước cốt dừa thì mình cứ quậy liên tục như vậy nè. Quậy đến khi nào mình thấy nước cốt dừa nó bắt đầu nó sánh đặc lại á, thì lúc đó mình sẽ cho nước cốt lá dứa vào luôn. Hôm nay thì mình làm nước cốt dừa mình cho thêm nước lá dứa vào. Thì cái nước cốt dừa của mình nó lại rất là thơm và màu sắc cũng rất là đẹp nữa. Nước cốt dừa thì cũng đã bắt đầu sánh đặc lại rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho vào 50ml nước cốt lá dứa nè. Sau đó thì mình sẽ quậy đều lại. Khi mà mình thấy nước cốt dừa nó sôi lại mình sẽ tắt bếp nha. Mình đừng có nấu cho nước cốt lá dứa nó sôi quá. Thì nó sẽ làm cho cái màu xanh của lá dứa nó không có còn đẹp nữa. Mình làm nước cốt dừa mà mình cho thêm nước lá dứa vào á, nó làm cho cái nồi nước cốt dừa của mình nó có màu xanh rất là đẹp và nước cốt dừa nó cũng rất là thơm nữa. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tắt bếp. Sau đó thì mình sẽ để cho nước cốt dừa nó nguội lại. Và sau thời gian 30 phút mình để cho bột nghỉ á, thì bây giờ mình sẽ lấy khối bột ra, mình nhồi lại một lần nữa cho bột nó đều. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bắp nhân nước cốt dừa hương vị lá dứa. Bây giờ thì mình sẽ tạo hình cái bánh bắp ra cho cả nhà cùng xem. Và trước khi mà mình tạo hình bánh á, thì mình cũng có cho một chút xíu dầu dừa vào trong lòng bàn tay nè. Để trong lúc mà mình tạo hình bánh á, thì cái vỏ bánh bên ngoài nó được bóng và đẹp hơn. Mình sẽ ngắt ra một cái viên bột nhỏ. Sau đó thì mình sẽ lăn tới lăn lui để cho viên bột nó dài dài ra như vậy nè. Bây giờ thì mình sẽ dùng ngón tay á, mình chĩa vào trong cái viên bột. Thì trong cái ngón tay mà mình chĩa vào trong cái viên bột á, thì mình có chấm qua dầu dừa. Để trong lúc mà mình khoét một cái lỗ nhỏ vào trong cái viên bột á, thì nó vừa bóng đẹp và nó cũng rất là dễ tạo hình nữa. Sau khi mà mình khoét một cái lỗ nhỏ trong cái viên bột rồi á, thì kế tiếp mình sẽ cho nước cốt dừa lên. Đây cả nhà xem nè, vỏ bánh thì màu vàng, ở bên trong thì nước cốt dừa màu xanh lá dứa rất là đẹp. Sau đó thì mình sẽ bóp hai cái đầu này nó dính chặt lại với nhau. Rồi tiếp tục á, thì hai cái mép bột còn lại của mình cũng sẽ bóp cho nó dính chặt lại. Đây cả nhà xem là cái bánh đầu tiên mình cũng đã tạo hình ra xong rồi. Nhìn bánh rất là đẹp luôn. Thì trong lúc mà mình tạo hình bánh á, mình thoa một chút xíu dầu dừa vào lòng bàn tay. Thì mình tạo ra một cái bánh á, vỏ bánh bên ngoài nó rất là bóng mượt và cực kỳ đẹp nữa. Thì với cách làm cái bánh như vậy nó cũng cực kỳ đơn giản và dễ làm. Và mình cứ làm tiếp tục như vậy đến khi hết bột luôn nha cả nhà. Mình cho nước cốt dừa vừa đủ vào trong cái bánh á, để trong lúc mà mình tạo hình á, thì nước cốt dừa nó sẽ không có bị chảy ra. Thank you.
bánh bắp nhân nước cốt dừa thì mình cũng đã tạo hình ra xong rồi nè. Nhìn dĩa bánh màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên đây thì mình cũng có chuẩn bị một cái nồi nước, nó cũng đã bắt đầu sôi lên rồi. Và mình sẽ cho những cái bánh bắp nhân nước cốt dừa này vào trong nồi nước để mình luộc. Và mình sẽ luộc đến khi nào mình thấy cái bánh bắp nó nổi lên và bánh nó trong lại thì lúc đó mình sẽ vớt bánh ra nha cả nhà. Bánh bắp sau khi mà mình luộc khoảng được 5 phút thì bánh cũng đã chín và nổi lên rồi nè. Vỏ bánh thì rất là bóng mượt và màu sắc của bánh rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ vớt những cái bánh bắp này mình cho ra ngoài thau nước. Sau khi mà mình vớt bánh mình cho ra ngoài thau nước như vậy thì nó sẽ làm cho vỏ bánh nó săn lại. Thì lúc bánh nó nguội thì bánh sẽ mềm dai và rất là ngon. Bánh bắp thì nãy giờ mình vớt ra ngoài thì bánh cũng đã nguội lại rồi. Và cuối cùng thì mình sẽ cho lên bánh thêm một ít mè rang nữa để cho dĩa bánh bắp vừa đẹp mắt lại ngon hơn. Và hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm bánh bắp nhân nước cốt dừa hương vị lá dứa. Bánh sau khi làm ra xong thì màu sắc của bánh rất là đẹp và cực kỳ tươi. Phần vỏ bánh ở bên ngoài thì bóng mượt và bánh cũng rất là mềm dẻo nữa. Và bây giờ thì mình sẽ cắt cái bánh ra cho cả nhà cùng xem ở bên trong. Khi mà mình cắt cái bánh bắp ra, mình cảm nhận cái bánh rất là mềm dai. Phần vỏ bánh ở bên ngoài thì có một cái màu vàng tươi của bắp. Phần nhân bên trong thì rất là thơm mùi nước cốt dừa và lá dứa và cũng có một cái màu xanh rất là đẹp mắt luôn. Điều đầu tiên mà mình cảm nhận khi ăn cái món bánh bắp này thì mình thấy bánh rất là ngon và lạ miệng. Vỏ bánh ở bên ngoài thì rất là thơm mùi bắp và rất là mềm dẻo, có độ dai dai. Phần nhân ở bên trong thì rất là thơm béo mùi nước cốt dừa và lá dứa, kết hợp những cái hạt mè rang hòa quyện vào rất là ngon. Thì với cách làm món bánh bắp nhân nước cốt dừa hương vị lá dứa này thì mình thấy bánh rất là ngon và lạ miệng. Cách làm thì cũng rất là đơn giản và dễ làm nữa. Chỉ cần hai trái bắp thôi là mình đã có một cái dĩa bánh rất là ngon và cực kỳ đẹp mắt luôn. Cô chú anh chị và các bạn xem clip này thấy thích cách làm bánh bắp nhân nước cốt dừa hương vị lá dứa này thì hãy nhân chút xíu thời gian ra để làm cho gia đình và các bé nhỏ nhà mình cùng ăn cho vui. Và cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và để cho mình có động lực chia sẻ nhiều clip hay hơn cho cả nhà cùng xem. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Xin chào cả nhà.